Hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với channel youtube của mình ạ nhá Hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với lòng hộ tiếp anh em nhá à, Với mức vốn hiện tại mình mang vào một mét nhá anh em à, Thì ở đây anh em này à, đang về gần nhất cho mình chỉ có 23 cửa thôi à, Đặc biệt anh em ạ, à, thì cơ hội đang về khá dày anh em nhá à, Cho nên là đã giao nhau với một cửa lòng rồi Thì bây giờ mình sẽ đổi sang hộ với 300k đầu tiên này đúng rồi anh em ạ. À. À, như vậy là cửa đầu tiên mình đã đổi thành công rồi anh em ơi. Rồi anh em này, à, như vậy thì à, mình đã à, nắm được à, thời cơ đầu tiên anh em nhé. À, bởi vì ở đây mình đang à, biết được anh em này, à, gần nhất ở đây chủ yếu là long là điểm tựa thôi anh em ạ. À. À, hầu như là ba cửa này hai cửa là đổi sang. À, À, tiếp luôn anh em này đó cứ hai ba cửa đại đổi sang là cửa hộ chứ không có là đi hạm thông đâu anh em nhá à, rồi anh em ơi cửa thứ hai mình tiếp tục thành công về hổ luôn ai à, ba luôn anh em ạ quá tuyệt vời à, thì hiện tại là có 25 cửa mình mới thành công hai cửa đầu tiên anh em nhá à, rồi thì hai cửa mình đã thành công lên được cả một m bảy anh em ạ thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nhá à, đi lại với cửa hộ với hai năm tiếp này Đấy rồi nó luôn 18 anh em nhé 60k Rồi anh em ạ à, như vậy là ba cửa đầu tiên à, Mình đã thành công về à, với cơ hội nhé à, Như vậy thì à, bây giờ tiếp tục anh em ạ à, Cửa tiếp theo đây anh em ạ à, à, Khả năng cao anh em nhá Hiện tại là mình có mét 9 rồi đúng không ạ Mình sẽ tiếp tục vào với cơ hội anh em nhá nhé à, riêng cửa hòa mình sẽ lót lại với à, tiếp tục à, 50k à, 150 mình sẽ lót lại với cơ hội tiếp này ui trời ơi đúng rồi anh em ạ Đấy, Cửa này thì mình cứ nghĩ là chỉ có 50-50 thôi anh em nhá Dễ đổi sang long là rất có thể luôn Đấy, Nhưng mà mình chỉ tham khảo nhẹ với 150 Thành công luôn rồi anh em ạ Đấy, Như vậy là bây giờ anh em này Cửa Hồ Đà có vượt lên tới 4 cửa rồi Nhưng mà cũng không sao anh em ạ Bởi vì lịch sử ở sau đây anh em này Cũng có à, lên tới 5-6 cửa nhá ở Trong cửa này mình sẽ tham khảo xem có đổi chưa Đúng đổi luôn anh em ạ Đấy lên đúng hẳn bốn cửa là đổi rồi Bởi vì trước tôi hỏi anh em nhá có ba cửa anh em này ấy là đội sang long ấy nhưng bây giờ thêm đúng một cửa nữa lại đổi sang hộ nhá ok chưa à, rồi anh em ạ à, thì à, tiếp tục bây giờ mình sẽ không ngửa lại với long anh em nhá đã đội sang cửa long rồi thì tất nhiên à, mình sẽ đổi sang hộ luôn Đó, ok nhá 150 năm em này đúng rồi tuyệt vời anh em ạ à. Đó, phải đọc chuẩn như vậy mới là đẳng cấp nhá ấy mặc dù anh em này mình có đọc chuẩn tới đâu nữa anh em ạ, ai à, cũng không nên anh em gấp căng nhá, ai à, gấp căng khi nào mà anh em phải nắm chắc được là tầm 80% phần trăm trong tay, anh em ạ, ai à, thì anh em hãy gấp nhá, còn đâu, à, anh em phải nên nhớ này, ai à, chỉ đi thăm khảo nhẹ nhàng thôi, ai à, một đến 200 k bình thường nhá, đó anh em này, bây giờ anh em nhá, không ngờ lại với cơ hội là rồi, ấy à, và đội sang một một nhá, đó anh em nên nhớ là đổi một một rồi anh em này, ok chưa? À, rất nhiều anh em lầm tưởng ở chỗ này anh em ạ, à. ai à, cứ nghĩ là sẽ tiếp tục về hổ và hai đến ba cửa nữa, cho nên anh em sẽ gấp căng anh em đúng không ạ? À, ấy đã về sang hổ rồi anh em chắc chắn cửa sau anh em cũng sẽ gấp căng. đó như vậy là anh em sẽ dễ đi xa bờ anh em nhá. ok rồi anh em ạ, à. lần này mình tiếp tục đổi sang 11 và tiếp tục thành công anh em nhá. lần này mình chỉ vào nhẹ với 100k thôi. đó phải chắc chắn như vậy anh em ạ. À. và đặc biệt anh em này đến hiện tại là 31 cửa về rồi mà cửa hòa chưa có một cửa nào anh em ạ Đấy, hôm nay như vậy là mình thấy là khá bất ổn rồi anh em nhá à, cho nên là không nên vội anh em ạ Đấy, bình tĩnh thôi rồi so, anh em ơi lần này là tiếp tục về cửa hộ chắc chắn luôn anh em này Đấy, đổi đúng ba cửa anh em ạ đó đổi đúng ba cửa anh em này đây một hai ba đổi một một ba cửa bây giờ hãy trở lại tiếp về với cửa hộ luôn rồi đó anh em thấy như vậy là khó khăn chưa không phải là đơn giản đâu anh em ạ à. anh em thấy không ạ à? không phải là khi nào cũng sẽ đổi về hoàn toàn hộ cho anh em đâu đây rồi chắc chắn rồi đó. Đấy, khi mà nó đổi một một ở trước anh em này chắc chắn nhiều anh em ở ở cái cửa một một như vậy đã gặp trường hợp như này rồi sẽ thua hết rồi Đấy, bởi vì à, tự nhiên đang đổi về một cửa long xong là về hai ba cửa, cửa hộ đúng không ạ à? anh em cứ nghĩ là như vậy hoàn toàn như vậy anh em cứ gập căng à, không dễ dàng như vậy đâu anh em nhá đội hẳn ba cửa này sau được quay lại tiếp tục về à, cửa hộ ấy, anh em ạ đó lần này này anh em này vẫn về hộ tiếp rồi rồi đó thì hiện tại anh em nhá mình đã có 27 ở à, trong tay rồi anh em này đó nhưng mà mình vẫn không vội anh em ạ phải bình tĩnh thôi à, rồi anh em này thì à, đá về bốn à, cửa hộ rồi ấy thì bây giờ cửa này mình sẽ đi căng đẹp luôn 600k nhá cửa hòa đầu tiên mà mình có thành công không nhá? À, rồi anh em ạ như vậy là hãy tiếp tục về cho mình cửa hộ rồi. Hay quá rồi anh em ạ, lên hơn 3 mét rồi, quá ngon nhá. Thì à, hiện tại thì mình thấy à, à, hộ hiện tại là khả năng cao đó anh em nhá, khả năng cao còn về một vài cửa nữa, chắc chắn là như vậy. Ai à, tốt nhất thì cứ à, nhẹ nhàng thôi, một năm mươi tiếp này. Rồi nha mà 13 tiếp theo Quá dễ dàng luôn đúng anh em Còn cái gì dễ bằng nữa Đó, Rất là đơn giản luôn Thì hiện tại anh em ạ à, Hồ đã chiếm tới 25 cửa rồi Đó, Và Long chỉ mới 11 cửa duy nhất Và cửa hòa hôm nay anh em nhé Đến thời điểm hiện tại Vẫn chưa về đúng một cửa nào luôn Đó, Rất là khó hiểu luôn Ok anh em ạ Cửa này mình quyết định ở lại Xem tham khảo thôi không đặt anh em nhá và đá về tiếp tục cho mình cửa hậu rồi đó, nếu như anh em ạ đã đá về cửa hậu rồi anh em ạ cửa này chắc chắn mình sẽ gấp căng luôn Gấp căng đẹp luôn nha đó, sẽ hẳn vào 3 mét luôn anh em này đó nhưng một uh, tám mình sẽ vào hẳn luôn uh, 2 năm mười luôn nha đó là này nếu như không thành công coi như hôm nay một mét của mình sẽ ra về từ đây này đúng rồi anh em ơi quá hay luôn anh em ạ đó, anh thành công về cho mình cửa hộ rồi À, như vậy hôm nay như vậy là quá thành công rồi anh em nhá à, với à, một mét mình mang vào đó thành công quá rõ rệt nha anh em nhá à, tới à, 11 cửa liên tục luôn thành công anh em ạ không hề sai luôn đó, lên 6 mét ngon này nhá chào nhé